Quên mất em tên là gì nhỉ? Cái gì? Lộc. Thật không? Nói dối đúng không? Thấy điều yêu nhá. Thế bình thường làm ngô xong rồi thì làm cái gì? Làm ngô thì xem. Đây nhá, đây là ruộng ngô nhà mình đúng không? Bây giờ làm xong hết rồi đúng không? Ừ, thế bây giờ thì sẽ làm kinh tế tiếp theo là làm cái gì? Không làm cái gì. Không làm gì á? Tức là chỉ chờ mùa ngô xong rồi bẻ ngô thôi. Ôi rồi. Thế đây như chị này là đang làm gì? Hả? Đây đang cuốn cuốn cái này đang làm gì? Hả? Này anh hỏi mà. Sao lại cười? Sao mọi người lại cười? Làm gì hả em? À chú, đây là làm gì hả chú? Chị đang cuốn cuốn cái này này. Nó tiếp mông là sẻn. Là gì? Nó tiếp mông là sẻn tùa. Sẻn tùa là gì? Không, ý anh hỏi tiếng Kinh mà, hỏi tiếng Mông sao anh hiểu được? Không biết. Làm gì hả em? Em có biết không? Em biết tiếng Kinh không? Ừ? Đây là hai con của em à? Em có biết em nói được tiếng phổ thông không? Hả? Không biết à? Mỗi mình em biết em được đi học đúng không? Em học lớp 6 thì em bỏ rồi. Này em làm gì mà răng trắng thế? Ăn cuộn ạ. Hả? Ăn cuộn ạ. Ăn gì? Ăn quả. Là ăn cái gì ạ? À, quả. Ăn quả? À, ăn hoa quả gì? Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cười. Năm nay bao nhiêu? Nè. Em cơ. Em 18 tuổi. 18 tuổi. Có gia đình chưa? Hả? Em lấy chồng chưa? Không lấy rồi. Chồng em ở đâu? Trời, đi chơi. Sao lại để chồng đi chơi không đi làm à? Hả? Nhà chồng có ở gần đây không? Ừ. Thế nhà em ở đâu? Nhà quả kia bé, nhà kia bé. À, đưa anh đi thăm nhà em được không? Không. Ừ? Không. Đi qua nhà chơi một tí. Hả? Nhá. Nhá. Anh thấy ở đây em nói tiếng phổ thông tốt nhất rồi. Đi không? Đi. Đi. Cứ cười đi. Ra tay đi nha. Đi. Đi. Thăm nhà em thôi. Cứ cười. Ờ, quay đây. Quay mặt đây nè, quay mặt đây. Em chỉnh lại tóc. Này ở đây anh thế là thế em đi lấy chồng là chồng bị chồng bắt hay là như nào? Bị chồng bắt á? Thế anh ở đây quay mặt đây anh hỏi. Thế cái lúc mà bị chồng bắt thì cảm giác nó như nào? Quay mặt đây. Lúc bị chồng bắt đây. Chỉnh lại tóc. Nào, anh hỏi một tí thôi. Tức là lúc mà bị chồng bắt ấy thì cái cảm giác của mình lúc đấy nó như nào? Chồng kéo thôi. Chồng kéo em. À. Kéo em đi. À. Nhưng mà em có thích cái người chồng đấy không? Thích. Thích sao là em cũng đi theo luôn hả? À. Ôi giời. Thế bình thường không thích thì sẽ làm như nào? Không đi thì mình có vùng vẫy hay là như nào mạnh không? Mình ví dụ mà mình không thích người chồng đấy nhưng mà nó vẫn bắt mình về đến nhà. Ừ thì sẽ mình làm thế nào để thoát ra được để không phải lấy nó? Hử? Bạn à, thì cùng với chồng đi đâu? Cái gì? Thì cùng cùng chồng kéo thì đi. Không, ý là em không thích cái thằng chồng đấy đúng không? Cái thằng mà kéo em đi em không thích đúng không? Đó. Thì em muốn thoát khỏi nó. Ừ thì em làm thế nào? Nó cứ kéo em đi. Không biết rồi. Hả? Không biết rồi. Nào. Sao không biết thì bây giờ nhá, quay lại đây nào. Bây giờ anh em không thích anh cứ kéo em đi thì em sẽ làm như thế nào? Không biết hả? Có thể là cứ bị kéo đi là đi thôi đúng không?
Cái cô gái này hay thật đấy. Đi, đi nhà em đâu? Nhà em đâu? Em đấy, em đứng nguyên như thế cho anh nhé. Cười, cười tươi nè. Rồi, quay mặt đây đi. Đi, đi nhà mình đi. Nhưng đây là nhà ngoại đúng không? Không phải là nhà chồng đúng không? Ừ, thế em lấy chồng em phải đi ở nhà chồng chứ đúng không? Đúng. Chồng có uống rượu không? Uống. Em có đánh chồng bao giờ chưa? Không. Chồng em có đánh em không? Không. Cũng không đánh em à? Ừ. Em học hết lớp 6 thì em học ở xa gần nhà không? À, nhà bắt bỏ đúng không? Đây là ai? Đây là ai? Con thôi. Con chị của con. Chị của con á? Ờ. Sao lại là chị của con? Anh chưa hiểu. À. Đây à, nhà mình đây à? Ủa, nhà em ở xa không? Nhà em có ở xa không? Hả? Xa phết đó. Để xem là nhà của cái cô gái này là ở đâu. Đâu? Đường nào? Đi thẳng đến đây à? Ôi, đi lên tết trên này á? Ôi dồi, nhưng mà anh hỏi thật là bây giờ em có việc gì cần thiết phải về nhà không? Không ạ. Thế á? Thế bây giờ, ví dụ nhỡ đưa anh về nhà xong rồi chồng bắt gặp thì sao? Không có cái... Hả? Cách nào đâu. Không có cách nào là sao? Là không có, có bỏ không có, có gặp không có đâu. Tức là nhá, em đưa anh về nhà, xong chồng em bắt gặp, em đưa anh về nhà thì nhỡ chồng em có ghen không? Thế á? Ừ, giờ anh chỉ sợ là ở giữa cái chốn rừng núi này mà em đưa anh về nhà xong chồng em đánh anh thì anh biết làm nào. Không biết đâu. Thôi được rồi, anh thấy là lên nhà em cũng xa lắm. Thôi, chắc là anh em mình không cần lên đâu. Vì anh cũng, bây giờ trời cũng sắp mưa rồi ấy. Chắc là anh em mình tạm biệt nhau ở đây nhá. Cảm ơn em về cái câu chuyện rất là hay của em. Một cô gái rất là xinh đẹp. Tên là gì nhỉ? Lại quên tên rồi. Tên là Bà. Hả? Bà.